nhá. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Giữ nó, giữ chặt, giữ chặt. Chết nó rồi, chết rồi anh em ơi. Ôi, chết luôn rồi anh em nhá. Uống rượu, nấu cao phải ngâm rượu đây. Vừa đẻ con trong cái xong. Nó vừa đẻ nó yếu, nó đẻ con nó yếu đấy. Đấu kinh thế. Ui, nó đẻ con nó sẽ yếu anh em nhá. Ui, nhìn nó kìa, nhìn nó kìa. Ui, đến một đời, đời một cả một một đầu con đấy à. Ui, xôi. Ui, anh em nhìn này. Ui. Như bảo nó đẻ anh em ơi. Ui, ui nhiều lắm. Ui chục con trong đầu này. Trong này nhiều lắm anh em ơi, như là trứng rồi. Ui xôi. Cứng lắm à. Cái gì đây, cái gì đây? Máu ơi. Ui máu. Ui nhìn nó kìa, nhìn nó kìa. Ui ui ui. Ui hay là con hồ ly đấy. Hồ ly đẻ thức con đấy. Con hồ ly đấy chứ không phải. Cái gì luôn. Mày em này. Cái hồ hủy tinh nó đẻ, đẻ con ở trong cái bình nhá. Rốc 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 rồi nào. Rốc 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 xem nào. Bắt hết con nó luôn anh em ơi. Bắt con nó về ngâm rượu luôn. Chắc lắm. Chắc lắm. Thế đập nát nó ra, đập nát đầu đi anh em ạ. Làm ăn nhìn nó này. Sẽ chết không? Bên trong thì trống rồi. Vãi đồn đầu, kinh ghê. Bên trong nhiều con lắm mình ơi. Nhiều con lắm. Bây giờ mình với em nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này xem mình cho anh xem cái con rối tinh như thế nào. Rút cuộc xem hồn mình sẽ đập chết con này luôn. Đập bài chết về nấu cao. Mình sẽ bỏ thưa kia vào. Dình nó thứ ấy giờ mới biết nó đẻ đấy. Đẻ trong cái đầu đâu ấy. Kính vãi luôn anh em. Xong ra xem nào. Ôi anh em ơi, nó vào khu vực này nó đẻ nhá. Con này con hồ ly tinh con rồi. Này mà nó không biết có mấy đuôi cái này có phải. Hồ ly 9 đuôi không hay là con này mấy đuôi rồi, đây mới có một đuôi. Hồ ly thường nó đẻ 9 đuôi nhá. Con này là con mới của nó rồi đấy. Nó sao mà ăn được kìa. Nhiều như cái đuôi của nó. Dài chưa. Mới nhìn cái đuôi dài như thế này cơ mà. Sao mà ăn được. Nó vào trong cái đầu nó đẻ anh em ơi. Chẳng lắm. Chẳng lắm ăn. Đập nát đầu đi. Ui lại gì nữa này. Ui hai đuôi rồi. Ui hai đuôi nhá. Đuôi đẻ con này anh em ơi. Dã man luôn nhá. Ui. Ui nó đẻ con thoát xác anh em ơi. Ui nó có mấy con thế này. Cái này nó mấy con rồi. Ui ui vẫn còn nữa cơ. Ui ui Ôi, hai con rồi này. Ôi.
Ôi, con mặt quỷ ấy em ơi. Ôi, con quỷ. Ôi, cái con gì cơ đó. Ôi, cái mặt quỷ. Đâu mà. Ôi, 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 em ơi, mặt quỷ, con mặt quỷ. Bay đây. Chú ơi. Ôi, đầu xanh. Con này nó đẻ con, chính con này là con đẻ con rồi anh em ơi. Bay. Con mặt quỷ đầu xanh đẻ con anh em ạ. Ui, bay đây. Bay. Ui, ui, ta mày. Ui, ui, con nó chạy rồi. Nó vừa bên trong này anh bắt được chưa? Chưa, con nào? Nó chạy bên trong nhà rồi. Đập chết nó cơ. Anh. Mày đây. Đâu rồi? Ui. Ui đây. Ui. Anh đợi tao lên rồi. Ui nhà mày. Nhìn cái đầu, ui cái mặt quỷ nó này. Mày đây. Vỡ sọ rồi. Ui, chết vỡ sọ rồi anh em ơi, Ui, thử nó được. Trong. Bọn này nó chuyên đi xuyên tường luôn nha mọi người. Ấy đấy à. Nó từ tường nó ra anh em ạ. Chạy đi. Mày này giữ nó chết. Chết nó rồi anh em ơi. Yeah. Ui, nó chạy nhanh lắm. Mày này. Chết rồi anh em ơi. Bố chạy từ vỡ sọ. Ui. Nó xuyên tường nó chết rồi anh em ơi. Vỡ sọ luôn. Xuyên tầm cái chạy thang phát là tôi vía luôn. Vỡ sọ luôn. Nát phát chết luôn anh em nhá. Vỡ sọ. Con đúng quỷ nó vẫn sống anh em ơi, nhìn nó lại như đây. Yeah. Đập con này nát sọ vậy mà nó chôn nó chết luôn anh em. Vỡ sọ rồi. Con này vỡ sọ mình sẽ vượt tóc ra mình đập cho con này luôn. Yeah. Ui. Đây. Ui con này nó độn thổ từ dưới lên đây nha mày. Nó độn thổ lên này nha mày. Ê, bay đây. Ui. Ui nhìn cái đầu. Ui. Bay à. Nó chết rồi anh em nhá. Nó chạy đây anh em ạ. Bây giờ mình vào mình tấn công luôn anh em ạ. Nhảy hẳn vào bên trong để bắt con nó luôn anh em ơi. Để con nó kinh lắm. Vào xong bắt con nó luôn. Giết con nó để cho nó cay cú luôn. Nhìn thấy con không? Đóng cửa thối rồi thôi ra này. Nhìn nó thấy cửa thối phát nó ra ngay kìa. Chưa. Nó gặm thường ấy chưa. Ui nhìn nó gặm này anh em này. Nó gặm thường ấy. Mày chết rồi anh em nhá.